Về hàng về, hàng về nhá. Rồi bên em về rất là nhiều máy, làm một đống đống luôn kìa. Thì cũng có hai lính mới. Đấy, hai lính mới đang làm. Giới thiệu mấy bác là một con máy mới tinh. Máy mới tinh. Mới tinh luôn nha. Nói chung là mới căng xe ben. Đây, mọi người biết tại sao em nói một con máy mới không? Và em bán hôm nay sinh nhật nha. Nên bán giá rất là hữu nghị. Đấy, 1,1 triệu thôi. Điều 1,1 triệu. Bao ship tận nhà luôn nha. Một con một, không có con thứ hai. Đây, mọi người coi dây dịch này. Con này là một con máy gần như là mới tinh. Gần như là mới tinh luôn. Chưa sử dụng luôn á. Ghê thiệt. Trong cái lô máy thì em bán con đầu tiên là sẽ ưu tiên. Trong cái lô máy thì sẽ ưu tiên giá VIP. Thì con này bán cho mọi người giá 1,1 triệu thôi, bao ship tận nhà nha. Con này là con 24 Tanaka 24 VIP nha. Rất là mới, mới kẹn luôn. Chế quan rồ nha. Đấy, mọi người nhìn chữ quan rồ kìa. One Pro. À vậy mới là thứ dữ. Vậy mới thứ dữ đây, ốc ếch này. Rin nguyên bản nha. Về là nó như thế này đây. Nó vàng chóe luôn nha. Đây, ốc này đen thui luôn. Con máy này là như một con máy mới. Nói hơi quá nhưng mà gần như là một con máy mới luôn. Đây, nòng bọng nó này. Mọi người coi con máy này. Rất là mới. Rất là mới. KBC. Rồi ok, đẹp test để mọi người nghe tiếng máy. Em ru đây. Thì một con một thôi chứ không có con hai đâu. Thành ra lâu lâu bán sinh nhật thì bán con cho vui. Chỗ mốt tao sẽ tận nhà nhé. Bốc ghê lắm. Đây. Tanaka nha. Đây công tắc nữa đây. Đấy, mã số. Nó là như một cái máy mới hoàn toàn nha, nên mọi người đừng so sánh nhiệt. Và giá rất là hữu nghị thôi. Đây. Mọi thứ là còn vàng chóe luôn này. Vàng chóe luôn. Về vô xăng nổ luôn, đây ốc này. Đẹp lắm. Những cái này nó còn màu ghi luôn này, còn cái màu của nó luôn này. Nó chưa có một cái vết gì gọi là màu nó ấy luôn này, ghê thiệt. Ốc này. Cái bát này, màu, bảy màu luôn. Đây, bát trước này. Rất là VIP. Ốc này, còn đen luôn này. Đen mun luôn. Đấy, mọi người nhìn con máy là hiểu thôi. Chứ không cần em quảng cáo. Thì em bán giá 1,1 triệu nha. Anh nào mua được thì cố gắng alo sớm đi. Sinh nhật nên là giảm giá con bán cho vui. Tem ship top nè. Còn hơi hám thì con này nó mới quá mà có gì đâu mà phải lo. Đây. Hơi này. Ha, đây. Đấy, đây. Đây. Ha. Dịch nổ nha. Đấy, nhẹ nhàng nổ thôi. Em ru bà ru. Chà, bịt bồ tát luôn. Mới nha, gần như đập thùng. Tanaka 24. Rồi, 1,1 triệu bao ship tận nhà nghe bà con nha. Rất là đẹp, bộ cần này. Cần này, cần dài này. Bộ cần rất là danh giá, rất là VIP. Có chân cỏ luôn. Em về như nào là em bán y xì vải ốc này. Tay lái này, ring hết nha. Đẹp đẹp luôn. Tay lái này. Nên là nó rất là danh giá. Nên mọi người mua con này thì miễn bàn luôn. Da này còn luôn, đủ hết, bao VIP.
đẹp nha. Rồi, chỗ mốc nha. Cố gắng em bán cho em nhanh cho lô hàng. Thì xong xong lô này, con này đầu tiên xong hàng ạ. Mọi người cố gắng chốt nhanh nha. Một con, một không có con thứ hai đâu. Mực em.